sẽ kiểu sửa thêm một vài bài tập của cái bài trước, phân tích và tổng hợp lực. Đồng thời chúng ta sẽ học thêm một bài mới nữa ha. Học về ba định lực Newton. Đây. Tôi chia sẻ màn hình lên cái. Rồi, chúng ta sẽ nhắc sơ lại về bài cũ một xíu và chúng ta bắt đầu học bài mới sau đó ha. Vậy thì hôm trước chúng ta đã được học về tổng hợp và phân tích lực này. Mình có thể tổng hợp nhiều lực thành một lực, cũng như phân tích một lực ra thành hai lực chẳng hạn. Vậy thì nhớ lực của mình là đại lượng vector này, đúng không? Nên khi phân tích cũng như tổng hợp lực thì mình phải nghĩ ngay đến cái việc mình phải sử dụng vector trong trong cái việc này. Được chưa nào? Vậy thì giả sử cô có hai lực F1. F2. Chưa? Cô muốn hai anh này hợp với nhau một góc alpha chẳng hạn. Một góc alpha. Vậy thì nếu cô gọi hợp lực của hai lực này là F. Vậy thì mình gọi hợp lực là F. Vậy thì mình sẽ có cách để mình biểu diễn cái hợp lực này, cũng như là mình tính độ lớn của hợp lực này. Là vậy, mình muốn biểu diễn hợp lực của hai lực, mình sử dụng nguyên tắc gì? Mà nhớ không? Hả? Muốn vẽ hợp lực của F1, F2 sử dụng nguyên tắc gì này? F1 này, F2. Và nhớ hai lực này phải đồng quy là gom về một chỗ đây, được chưa? Vậy thì mình sẽ sử dụng nguyên tắc hình bình hành để mình vẽ hợp lực. Vẽ làm sao đó cho thành hình bình hành thôi. Mình vẽ một đường thẳng song song với F1 và một đường thẳng song song với F2. Thì đường chéo của hình bình hành chính là hợp lực F của hai lực thành phần tại đây, được chưa? Nhớ hai lực này phải đồng quy với nhau. Và đây là cách mình biểu diễn trên hình vẽ thôi. Còn nếu mình tính độ lớn thì mình sẽ có vector F này bằng vector F F1 cộng vector F F2. Vậy nếu cô muốn tính độ lớn của lực F trong trường hợp tổng quát, cô tính bằng công thức nào? Có ai nhớ không? Trong trường hợp tổng quát nha, tính độ lớn của F này. Vật lý của mình thì thường chỉ cần tính độ lớn thôi, ít khi nào kêu mình vẽ lắm. Độ lớn tính sao, công thức nào? Ai nhớ? Thảo Vi nhớ không về? Cộng hai lần F F1 F2 nhân với cos. Đúng rồi. Vậy thì nhớ đây là trường hợp tổng quát. Nếu mình sử dụng
mình sẽ sử dụng biểu thức bình phương như thế này. F bình sẽ bằng F1 bình cộng F2 bình cộng 2 lần F1, F2 nhân với cos alpha, hay là cos của góc hợp bởi F1 và F2. Được chưa? Nó sẽ đúng với mọi trường hợp, kể cả những trường hợp đặc biệt F1 và F2 cùng chiều này. À, rồi F1 và F2 ngược chiều này, mình có một vài trường hợp đây. À, cùng phương ngược chiều này. Rồi mình lại có F1 và F2 vuông góc này. À, nhắc lại thử xem, nếu F1 và F2 cùng chiều thì độ lớn lực F tính như thế nào? Trường hợp đầu tiên này. F bằng F1 cộng F, F2 tương tự như mình cộng vận tốc bài trước vậy ha. Rồi, nếu F1 và F2 cùng phương ngược chiều thì F tính sao? Nếu cùng phương mà ngược chiều thì độ lớn lực F tính như thế nào? Khang. Nhớ không này? Đúng rồi, bằng F2 trừ F1, F1 trừ F2 vẫn được. Nhưng mà mình lấy cái lớn trừ cái nhỏ ấy, hoặc là mình sẽ lấy là F1 trừ F2, F2 trừ F1 vẫn được. Xong rồi mình lấy trị tuyệt đối nó lên cho chắc chắn cho nó dương nha. Rồi, trong trường hợp F1 và F2 vuông góc nhau thì sao? F tính sao? Ừ, F bằng căn bậc 2 của F1 bình cộng F2 bình phương. Chưa? Đây là ba trường hợp. À, ba trường hợp này đặc biệt ha. Bạn nào không nhớ nổi, nhớ ít nhất phải nhớ được công thức đầu tiên chứ nào. Vậy thì sau này nếu gặp bài tập tổng hợp phân tích lực, hãy nhìn xem F1 bao nhiêu, F2 bao nhiêu. Đặc biệt nhất là phải xác định được góc hợp bởi hai cái âm F thành phần này. Được chưa nào? Rồi, có thể người ta sẽ cho mình ngược lại nữa, cho hợp lực này rồi cho một lực thành phần kêu tính cái lực còn lại, hoặc là tính cái góc, thì mình vẫn sử dụng công thức này. Bình tĩnh vẽ ra thôi, xác định xem người ta cho cái gì và cứ áp dụng công thức sẽ ra thôi. Rồi mình sửa thêm vài bài tập nữa, một bài giảng khác hôm trước ha. Rồi mình mới bắt đầu mình học bài mới. Đây là trường hợp mình tổng hợp lực. Còn nếu phân tích lực thì chẳng qua là mình làm cái chuyện ngược lại thôi. Từ F vẽ ra được F1, F2 thì công thức cũng y như vậy, sửa lại theo ngược lại thôi. Rồi câu 16 mình làm tiếp ha. Hôm trước mình làm tới câu 15 rồi này, mình sửa 5 câu thôi. Rồi, câu 16. Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 bằng F2 bằng 30 newton, góc hợp bởi hai lực là 120 newton, độ lớn của hợp lực bằng. Mình sử dụng công thức nào và ra đáp án bao nhiêu đây? Xuân Mai làm được không Mai? À, câu không C ra 30 đúng không nè? À, bạn thì bạn lại thấy thêm một trường hợp đặc biệt nữa. Nếu góc này là 120 newton, nếu góc của F1 và F2 bằng 120 thì bạn sẽ có được F1 bằng F2 và bằng luôn F. À, những bạn khác có thể chứng minh thử công thức này ha. Rồi, có bạn nào sử dụng công thức tổng quát không?
Duy Hân, Duy Hân làm sao Duy Hân? Có làm giống bạn Mai của mình không nè? Ủa sao vậy? À, Duy Hân dùng công thức nào đọc cho cô xem. Rồi kiểm tra lại xem mình bấm máy đúng chưa. Alpha lúc này là 120 độ. Yeah. Xong rồi có lấy căn bậc 2 không? Nếu mình tính như thế này mình chỉ đang ra là F bình phương đúng không nè. Sau đó mình phải lấy F bằng căn bậc 2 của F bình phương. Kiểm tra đáp án lại xem. À, rồi Khang làm được chưa Khang? Được ha. Rồi chúng ta tiếp câu 17 nha. Phân tích lực F thành hai lực F1 và F2 ha. Hai lực này vuông góc nhau. Biết độ lớn của lực F là 100 Newton, F1 là 60 Newton, thì độ lớn của lực F2 là à, có bạn nào giải được bài này không? Mấy bài mà tổng hợp phân tích lực ấy, thay vì tóm tắt bằng lời mình nên vẽ hình ra, nó sẽ dễ dàng cho mình hơn, mình nhìn vào mình dễ nhận biết hơn. Vẽ hình thử, tóm tắt thử xem làm được không nha. Ừ, con nghe nè. À, nghĩa đang sử dụng công thức Pythagore đó đúng không? Ừ. Hôm trước hỏi cô nghe bài này này nhớ không? Giờ làm được chưa? À, làm được rồi. Các bạn nào làm được không? Đáp án C. Cô cũng biết phải C không hả? Giải đi, cô giải xong rồi cô quên đấy. Con giải như thế nào? Giải sao cách giải này cụ thể ra luôn. À, bạn Phúc đang sử dụng công thức tổng quát đúng không nè? À, bạn sử dụng công thức tổng quát, bạn thấy ở đây đang là phân tích lực F thành hai lực F1 và F2, thì chẳng qua nó là cái chuyện ngược lại F1 và F2 vuông góc, tổng hợp lại thì sẽ thành lực F đúng không? Bạn sử dụng y như vậy, bạn sử dụng công thức này, công thức tổng quát. Cos của F1, F2 lúc này là vuông góc nhau này, có 90 độ. F là cái hợp lực, người ta cho là 100 Newton, thay số vào ha. F1, F2 vuông góc nhau, F1 bằng 60 nữa này. Rồi bạn bấm shift tròn ra, đúng không nè? Đây là một cách giải ha. Bạn bấm shift tròn ha. Shift tròn. Đúng không? Đây là một cách giải hoàn toàn chính xác. Những bạn khác làm ra được bài này chưa? Hay là có ai giải cách khác của bạn Phúc không? Nghĩa giải có ra đáp án C giống Phúc không Nghĩa? Ừ, giải ra đáp án giống bạn không? Ừ, bạn nói là câu C này. Rồi, các bạn khác giải ra xem có giống không ha. Quỳnh giải ra được chứ Quỳnh? Được rồi, cô qua tiếp nha. Rồi, câu 18. Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực. Hỏi góc giữa hai lực 12 Newton và 9 Newton bằng bao nhiêu?
giải cho cô đáp án đi Tài. Tài ơi, Tài nghe cô nói không? Đồng phận à, câu dưới á hả? Đồng phẳng có nghĩa là chung một mặt phẳng. Biết mặt phẳng không? Biết mặt phẳng bên bên toán học không? Ví dụ như cô đưa một cái miếng giấy lên, một tờ giấy lên như thế này. Rồi, cái máy tính của cô nó hư cam rồi. Ví dụ như cô đưa tờ giấy lên như thế này thì cái này là một mặt phẳng đúng không nào? Ở đây là chung một mặt phẳng này. Không. Hoặc là cô lật nghiêng như thế này thì những cái anh nhỏ nhỏ bé hông này chung một phẳng nè. Ở đây thì lại chung một mặt phẳng này chứ. Là đồng phẳng. Rồi câu 18, ai giải ra được đáp án rồi cho cô đáp án xem. Câu 18 ra bao nhiêu vậy? Lợi. Giải được không? Chưa ổn đúng không nhỉ? Rồi cô sẽ hướng dẫn cho bạn ha. Bạn nào hỗ trợ bạn Lợi xem, bạn nào giải được. Vi Hân làm được không Hân? Đang tính. Vậy là có hướng làm rồi đúng không nè? Vi ra chưa Vi? Chưa. Thôi, vẫn Phúc ra rồi, Phúc làm như thế nào này? Chất điểm đứng yên. Rồi. Bạn suy ra được là F1 này cộng F2 cộng F3 bằng 0. Cộng bằng độ lớn hay cộng vectơ vậy Phúc? Cộng F là độ lớn như thế này hay là vectơ? Vectơ nha. Hiển nhiên mình nhìn là hiển nhiên 3 này cộng lại không có bằng 0 rồi, mà vectơ của ảnh cộng lại sẽ bằng 0 vì chất điểm của mình đứng yên. Rồi sao nữa nè? Chuyển F3 qua bên kia. Là F1 như vậy đúng không? Cộng F2 này bằng trừ F3 hả? Rồi sao nữa? Tự nhiên có dấu trừ không biết làm phải không? Hình như là thế ấy. Căn của 12 bình cộng 9 bình ra 15 đúng không? Không có sai đâu, vậy thế lạ thôi. Rồi, câu hỏi một bạn khác xem. Quên làm được không Quên? Khắc Quên làm bài này như thế nào nè? Mà F bằng 15. F1, F2 lần lượt là 12 và 9 đúng không nè? Rồi mình làm sao nữa?
rồi, vậy ra được không? Ra bao nhiêu nè? 90 đúng không? Ừ. Cos của F1 và F2. Ê, cách ở dưới, nguyên dòng đỏ ở dưới là bạn Quỳnh làm nha. Bạn Quỳnh thấy là nếu người ta hỏi là góc hợp bởi âm 12 Newton và cái âm 9 Newton này bằng bao nhiêu, thì bạn thấy là nếu bạn hợp hai âm này lại thì chắc chắn phải F phải là 15. Nên bạn áp dụng công thức vào thôi, và từ đây bạn suy ra được góc hợp bởi này, được chưa? Rồi, cách làm này hoàn toàn chính xác và cách làm phía trên cũng không có sai. Cách của bạn Phúc làm trên này không có sai này, làm tiếp là ra kết quả đúng không? Bạn chỉ cần bình phương hai vế lên thì bạn sẽ ra được phương trình y như ở phía dưới này. Công thức tổng quát này y như thế luôn. Vậy thì sau này gặp cái trường hợp như thế này, con hướng dẫn ha. Sau này gặp trường hợp như thế này, nếu người ta cho 3 lực, 4 lực hay là nhiều lực đi nữa mà nói là chất điện đứng im, thì có nghĩa là những âm này công bằng nhau cộng lại bằng không. Chờ mình sẽ chuyển về, mình sẽ chuyển cho nó về hợp của hai lực để mình dễ dàng mình tính. Ví dụ cụ thể trong bài này mình thấy là người ta hỏi mình là hợp lực của hai lực 12 Newton và 9 Newton. Chất điểm này ba lực thì đứng yên, cứ tìm hợp lực của hai âm này thì nhớ chắc chắn hợp lực của hai âm này sẽ bằng độ lớn với cái âm còn lại. Chắc chắn là độ lớn hợp lực của hai thành phần sẽ bằng với độ lớn của cái lực còn lại khi vật cân bằng. Cho nên chẳng qua là nó ngược chiều nhau thôi. Ai, con nói thêm chỗ này, nó sẽ nằm dính với cái bài phía sau ấy. Giả sử như là cái vật cô như thế này nha, ở trên này vật như thế này, đây một lực này, ôi trời đất ơi, ở đây một lực này F1 chẳng hạn, F2 này, F3, ai F3, thì chắc chắn hợp lực của F1, F2 ấy sẽ cân bằng cái với cái lực F3, thì anh này ảnh mới đứng yên được. Cho nên là độ lớn của F3 và F1, 2 tổng hợp nó sẽ bằng nhau, nên mình có thể thay thế ở đây. Cho nên ơi bạn thấy này, ba âm này cân bằng nhau này đúng không? Mà bây giờ mình cần tổng hợp hai âm này thôi, thì chắc chắn là F tổng, độ lớn của cái lực tổng hợp của hai âm này sẽ bằng cái lực kia, cái lực còn lại, thì nó mới cân bằng được. Đây cô vẽ đây, ở đây nè, lực này F3 của cô là 15 này, F1 là 12 chẳng hạn, 9 đi, vẽ về thì F1 phải là 9, F2 là 12 chẳng hạn. Mình thấy đề người ta kêu mình tổng hợp là tổng hợp lực 12 và 9 này, nên cô tổng hợp F1 và F2 lại, được không? Thì chắc chắn hợp lực của hai âm này phải cân bằng với lực thứ ba đúng không? Vì nó đang đứng yên nè, nên chắc chắn là hợp lực nó phải cân bằng với lực còn lại. Cân bằng thì độ lớn nó sẽ bằng nhau. Được chưa nào? Nhưng khi người ta hỏi chiều thì nhớ chiều là chiều ngược lại với cái F còn lại nha. Ổn không? Hiểu chưa Phúc? Bài này F là hợp lực. Ông ơi chắc tôi quên không quá. Ê, F là hợp lực của anh 1 và anh 2, đúng không? Và mình thấy F này chắc chắn phải cân bằng với anh còn lại, anh thứ 3, thì vật mới đứng yên được. Nên độ lớn nó bằng với cái anh kia, được không?
Và nhớ chiều là nó sẽ ngược lại như thế này. Mình vẽ thử mình sẽ thấy ha. Bài này nó có liên quan luôn cả cái bài sau của mình nữa. Mình còn phải nắm được cách vẽ hình, vẽ lực như thế nào cho chính xác. Và nó sẽ liên quan đến cái bài lực 3 định luật Newton phía sau nữa, được chưa? Vậy thì nãy giờ thấy nè, giải toàn sử dụng công thức này thôi. Nhưng quan trọng cần phải xác định được những cái đại lượng trong này. Thế nè. Khó khăn gì không? Cô tiếp nha. Câu 19. Cho ba lực đồng phẳng đồng quy F1, F2, F3 có độ lớn lần lượt. Biết góc hợp bởi F1 và F2 là 30, F3 và F2 là 120. Người ta kêu mình tính độ lớn của hợp lực. Bài tính được bài này không? Tài làm được không Tài? Tài đâu rồi ta? Quỳnh làm được không Quỳnh? Các bạn đâu hết rồi? Phương Như này, Phương Như làm được không? Vẽ thử, mình tự mình tấm tắt vẽ hình thử xem. Vẽ hình nè, vậy cô vẽ hình trước nha. Cho ba cái anh F này độ lớn lần lượt, tính hợp lực của ba lực ha, không phải là một hai lực nữa mà bây giờ là hợp lực của ba lực luôn. Mình có F1 và F2 bằng 30 độ góc ha. Vẽ vào, các bạn vẽ đi, tự vẽ vào. Cô giả sử F1 như thế này, cô vẽ đại thôi, cô cũng biết nữa. F2 là 30 độ. F1, F2, 30, nhắm chừng 30 độ thôi ha. F1 và F2 ai lớn hơn nè? 16, 12. Vậy là F2 của mình phải nhỏ hơn F1 đúng không nè? Đây cô sửa lại, để cô sửa lại cho nó hợp lý xem. Lại cho nó nhỏ hơn. Mình vẽ, mình nhớ vẽ đúng tỷ lệ nha. Hơi hơi thôi. Ê. Trời ơi, góc này mà 30. Tạm chấp nhận nha. F2 này. F3 của mình cũng bằng 12 luôn. Nhưng mà F2 với F3 hợp với nhau một góc 120 độ. Vẽ ra. Từ đây đo ra thêm 120 độ nữa. Vẽ ra. Đây, tới đây thôi, cô vẽ quá hốt. Rồi, F3 chẳng hạn. Này bằng 30 này. Góc này bằng 120 độ này. Rồi, người ta kêu mình tính hợp lực. Rồi, tính như thế nào? Ai làm được không nè? Có ai có hướng làm không? Nghĩa, theo Nghĩa giải quyết bài này như thế nào Nghĩa? Không phải làm như thế nào trước? Là tính sao? Cô chưa nghe rõ này. Tổng hợp F1 với F2 đúng không? Rồi sau đó làm sao nữa? À.
Nếu con tổng hợp F1 với F2 rồi lại tổng hợp tiếp F2 với F3 rồi làm sao tổng hợp được ba lực này? Vậy thì đây nè, ở đây có ba lực đúng không? Vậy thì chắc chắn hợp lực của mình là F này, vector nó cũng bằng F1 này cộng F2 này đúng không? Rồi cộng luôn F3 nữa. Vậy thì cái vấn đề ở đây là mình thấy nếu mà ba cái anh này như vậy mình không có xài công thức này được. Bạn nào muốn thì tự bình phương lên sử dụng xem nó như thế nào ha, nhưng thật sự là không được đâu, nó rất là rối ấy. Vậy thì mình phải tìm cách đưa nó về tổng hợp hai vector thôi, được không? Vậy thì cô sẽ hoặc là cô tổng hợp anh 1 với anh 2, hoặc là cô sẽ tổng hợp anh 2 với anh 3 lại. À, anh 1 với anh 3 cũng được, tùy mình thôi ha. Cô sẽ viết lại F của mình sẽ bằng F tổng hợp anh 1 với anh 2 thì sẽ bằng F1 2 cộng với F3 chẳng hạn. Hoặc là cô tổng hợp anh 2 với anh 3 lại thì nó sẽ bằng F1 cộng với F2 3. Vậy thì bây giờ nếu như vậy mình nhìn lại đang là tổng hợp hai vector này. Tổng hợp hai vector thì mình sẽ làm được đúng không nào? Vậy thì nhìn vào đây, nếu như vậy thì mình phải tổng hợp anh 2 với anh 3 lại nó thành F vector 2 3 được. Vậy thì mình sẽ tổng hợp thêm một lần nữa, mình phân tích từ từ ra. F2 3 thì lại bằng F2 cộng F3 chẳng hạn. Hoặc ở trên này thì chỗ này sẽ bằng F1 cộng F2, làm từ từ ra thôi. Cho nè. À, mình muốn tổng hợp cái nào trước cũng được mà nó sẽ ra được đáp án ngay. Nhưng nhớ một điều, khi mình tổng hợp lại như thế này, những cái anh này giữa anh 2 với anh 3 gốc nó cho nè, anh 1 với anh 2 gốc cũng có sẵn rồi, nhưng sau khi bắt lại cái phương trình phía trước thì phải xem xét lại gốc nó là bao nhiêu. Làm thử nha, đáp án là bao nhiêu nhỉ? Rồi, có bạn nào làm được chưa? Cô nói dễ hiểu không Lợi? Hiểu không? Lợi với Khang luôn như vậy, cứ im im dạ dạ không à? Sao? Khang được không Khang? Khang hiểu không? Nếu bỏ vậy rồi Khang làm tiếp được không? Rồi mất tiêu luôn. Phương Như làm được không Phương Như? Làm tiếp được không? Ừ, làm tiếp được không? Không ổn đúng không? Ừ. Không có gì hết. Mai, Xuân Mai hiểu cô nói gì không? Làm tiếp được không Mai? Hiểu rồi đúng không? Đang làm đúng không nè? Ừ. Rồi làm xong cho cô đáp án nha. Thiên Phúc làm được không? Mình sẽ tổng hợp thêm một lần nữa. Có bao nhiêu mình tự tính chứ. Con có độ lớn rồi đúng không? Con có độ lớn của F3 này, con có độ lớn của F2, của F1, có hết luôn. Tự tính. Có độ lớn của hợp lực luôn nữa. Vậy tính cái gốc được không? Tính được ấy, nhưng mà sẽ hơi lâu. Sẽ tính được ấy. Vi làm được không Vi? Phúc làm từ từ xem sao ha. Vi làm được không?
Vi hiểu hiểu bài không nè? Cái 108 trừ tâm 2 thì sẽ ra là 60 là góc nào vậy Vi? Vi đang nói góc của F. Sao? F1, F2, F3 tôi cho hết rồi mà. Rồi, cô nói lại một lần nữa nha. Mình thấy ở đây ấy, nó kêu mình tổng hợp tới 3 lượt lận chứ không phải là 2 lượt như bình thường mình hay làm. Vậy thì mình phải tìm cách mình chuyển lại thành tổng hợp 2 lượt cho dễ tính, được không nào? Vậy thì nếu thay vì viết F bằng 3 anh này cộng lại thì cô sẽ viết F sẽ bằng một cái lượt F1 2 cộng F3 hay là F1 cộng F2 3 chẳng hạn. Cô sẽ tổng hợp hai cái lực nào đó thành một lực thôi để nó trở về cái dạng là tổng hợp hai lực thôi. Được chưa nào? Và nếu như cô gộp lại như vậy thì hiển nhiên chỗ này F12 cô phải tổng hợp nó một lần trước khi cô gộp. Ở đây nếu mà muốn tổng hợp F23 thì cô phải tổng hợp trước rồi cô mới có được cái phương trình như thế này. Được chưa? Vậy thì mình muốn tổng hợp cái nào cũng được hết. Nhưng bạn nào nhạy bạn sẽ nhìn vào cái gốc, nhìn vào kết quả bạn sẽ nghĩ được tổng hợp cái nào nhanh hơn ấy. Bạn không thích, bạn tổng hợp F12, bạn này không thích, bạn tổng hợp F23, bạn kia không thích, bạn tổng hợp F13 vẫn được, không có gì hết. Nhưng muốn làm nhanh thì bài này mình thấy có một vài điểm đặc biệt như sau. Góc F1, F1 và F2 là 30 ha. Độ lớn một cái 16, một cái là 12. Thì nó không có gì đặc biệt này. Nhưng F2 và F3 cùng độ lớn là 12 này, góc hợp bởi của chúng là bằng 120 độ này. Anh này độ lớn bằng nhau, hai độ lớn bằng nhau, góc hợp bởi nó 120 thì mình sẽ tính ngay được. Bạn nào không cần tính, bạn nhảy luôn, bạn ra thẳng được hợp lực F23 luôn ấy. Sao con chưa hiểu ý của Mai lắm này? Nếu góc F2 và F3 cô đang nói cái góc bằng 120 mày đúng không? Là góc của F2 và F3. Mà mình lại thấy F2 và F3 thế nào nữa? Nó bằng nhau này. Vậy thì suy ra hợp lực F23 liền cho cô kết quả được không? Nó bằng luôn. Nó sẽ bằng luôn 12 bằng F2 và bằng luôn F3 này. Nó sẽ bằng 12 luôn ấy. Vậy thì mình bây giờ mình chỉ việc tổng hợp F12 và F23 nữa thì mình sẽ ra được đáp án, được không nè? Và mình có được F23 thì mình phải vẽ hình ra này. Mình vẽ hình ra này, mình tìm hợp lực này và chắc chắn là hai anh này sẽ có một cái góc đặc biệt ở đây. Tính từ từ ha. Đáp án là 20 nha. Cô đã làm đến đây rồi thì mình cứ thay vào. Mình cũng tính hợp lực F trong trường hợp này là bao nhiêu theo công thức tổng quát chẳng hạn. Chưa nào? Nhưng mà nhớ F lúc này là F1 và F23 ha. Cộng 2 lần F1 này, F23 này nhân với cos của góc hợp bởi hai anh này. Vậy chỉ cần xác định góc hợp bởi hai anh này nữa là xong.
về mò thử xem góc là bao nhiêu ha, kết quả là bao nhiêu nha. Đáp án hình như là 20. Đặc biệt tính xong thấy F1 và F23 này nó như thế nào với nhau? Góc bao nhiêu? Phúc tổng hợp F nào với F nào vậy Phúc? À, rồi tới tổng hợp F1 và F23 góc bằng bao nhiêu? Đúng rồi, góc nó sẽ bằng 90 độ ấy. Các bạn vẽ hình một cách chính xác các bạn sẽ thấy. Chưa? Vì mình tính F23 ra bằng 12 Newton luôn này nên cái hình trong này là một cái hình đặc biệt luôn. À, sẽ vuông góc F23 sẽ vuông góc với F1 ấy. À, làm tiếp ha, bạn nào chưa làm đẹp được thì cố gắng làm nha. Nhớ sau này khi tổng hợp hai lực hay ba lực thì cố gắng đưa nó về tổng hợp hai lực thôi, có chăng là mình phải tổng hợp qua nhiều lần lên cho nào. Và nhìn đầu tiên trước khi tổng hợp thì phải nhìn xem góc nào đặc biệt để dễ dàng tổng hợp hơn. Rồi câu tiếp ha. Những bạn khác không thích tổng hợp F1, 2 và F23 kết quả ra vẫn vậy á. Nhưng mà có cái tính chất hơi khó hơn xíu thôi. Rồi, câu 20. Bài này là một bài thuộc dạng khó. Chú ý ha. Một lực có độ lớn là 12 Newton được phân tích thành hai lực F1 và F2. Biết các lực tạo với nhau, F1, 2, một góc là 120 độ. F2 có giá trị lớn nhất. Người ta kêu mình tính độ lớn của các lực F1 và F2. Ai? Đầu tiên cô vẽ hình ra trước ha. Một lực F này có độ lớn 12 Newton. Phân tích thành F1, F2, F1 và F2 hợp lại 150 thì mình vẽ. À, tốt nhất là mình nên vẽ F1 và F2 trước, vẽ góc 150 trước để dễ dàng hơn nha. Góc như thế nào bằng 150 đây? Vẽ đại nha. Nhắm khoảng thôi, được chưa? Giả sử đây là F1, đây là F2 chẳng hạn, được chưa? Vậy thì mình sẽ vẽ ngược lại, mình vẽ F. Công nhận cô vẽ thấy ghê luôn. Vẽ hình bình hành nha. Cô vẽ được lực F như thế này. Người ta cho cái góc lớn này này. Góc này bằng 150 độ. Ai kêu tính F1 và F2. Rồi bạn nào có hướng giải quyết cho bài này? Có ai có hướng giải quyết bài này không? Gì không? Nhắm được không hả? Sao? Bạn nói không biết. Con không biết sao chứ con nghe các bạn nói chuyện cứ cảm thấy nó bị âm thanh làm như nó có thêm cái tiếng vang ấy, nghe nó khó nghe sao ấy. Chắc là tại thiết bị của cô. Hay. Nghĩa được không Nghĩa? Đầu tiên khi gặp bài này mình phải nhớ ngay đến công thức đúng không nào? Công thức tổng quát. Viết ra thử xem giải quyết được gì không ha. À, nếu mà mình sử dụng công thức tổng quát thì F sẽ bằng F bình sẽ bằng F1 bình này cộng F2 bình này cộng 2 lần F1 nhân F2 nhân cos của F1 và F2 đúng không nào? Nhưng mình lại thấy mình chỉ có F thôi, mình chỉ có góc thôi.
F1 và F2 trong này nó lại thành một cái hệ bậc 2 và hai ẩn nữa. Một phương trình bậc 2 mà hai ẩn. À, bích đường, không có đường nào làm hết. Mình chỉ có được một chuyện là góc này là 150 độ này. À, anh này có độ lớn là 12 này. Rồi sao nữa ta? Vi, Vi có suy nghĩ được hướng nào không Vi? Bài trước là tổng hợp 3 lần ấy hả? Bài vừa xong đúng không? Bài trước là mình tổng hợp lượt, bài này có gì không? Đâu có 3 lượt đâu. Nó chỉ có 2 lượt tổng hợp thành 1 lượt thôi. Mình có được cái góc rồi này, mình có được hợp lực rồi này. Suy nghĩ thêm xíu nữa xem. Thôi, cô hướng dẫn cho các bạn một gợi ý. Mình phải sử dụng hệ thức lượng trong tam giác. Mình phải sử dụng hệ thức lượng trong tam giác nha. Suy nghĩ thêm xíu nữa xem. Đơn giản này, mình nhìn vào công thức tổng quát, mình thấy nếu mà mình sử dụng công thức tổng quát thì mình chỉ có F, có hợp lực và chỉ có một cái góc thôi. Nên là nếu sử dụng công thức này thì sẽ ra một phương trình bậc 2 mà đến 2 ẩn. Vậy thì không làm được. Mình phải tìm cách mình tách ra một cái phương trình nào đó theo ẩn F và hoặc là cái ẩn là cái góc thôi. Thành phương trình bậc nhất, bậc hai gì cũng được. Nhưng đơn giản là chỉ có một ẩn thôi, chuyển về một ẩn thôi. Nhìn vào thì mình lại thấy, nếu mà nó là hình bình hành thì nếu mà mình phân tích nhỏ nhỏ ra, nó lại là một tam giác. Suy nghĩ theo, nếu cô dùng hệ thức lượng có thể giải quyết được gì hay không? Ở trên thì tam giác F1 theo F này, ở dưới thì F2 theo F này. Mình có thể tách ra thành hai tam giác chẳng hạn. Tài ơi, Tài đâu rồi? Hôm nay bạn Tài mất tiêu. Nghĩa được không Nghĩa? Có suy nghĩ gì chưa? Tính F2 sao Nghĩa? Rồi câu hỏi này, trong đây có tam giác nào tam giác vuông hay tam giác gì đặc biệt không? Nếu tam giác trên này có vuông không? Tam giác dưới có vuông không? Có tam giác nào vuông không nè? Không có tam giác nào vuông hết. Vậy thì chắc chắn không có xài cái hệ thức lượng trong tam giác vuông được. Đúng không nè? Vậy thì còn một công thức lượng giác nữa đối với tam giác, nhớ không? Có ai nhớ không? Nhớ, có ai nhớ công thức A trên sin A bằng B trên sin B bằng C trên sin C không ta? Nhớ công thức đó như thế này: độ dài của cạnh chia độ dài của góc đối diện thì những cái sẽ tạo thành những cái cặp bằng nhau. Hệ thức lượng trong tam giác thôi ha, không phải là tam giác vuông, tam giác bình thường thôi. Mình sẽ có này, cô đặt góc nè, góc này góc số 1 chẳng hạn, alpha 1 này, anh này là alpha 2 chẳng hạn. Thì cô vẽ sẽ có F1 này chia cho sin alpha 1 này. Cạnh bên này là F2 đúng không nè? F2 chia cho sin
alpha, alpha 3. Nó sẽ bằng luôn S chia cho sin alpha, alpha 1. Alpha 1 này tính được không? Alpha 1 tính được không? Nguyên cái góc lớn này là 150 đúng không? Vậy thì cô vẽ ra góc này bằng 30 đúng không nè? 180 trừ cho 150 ra 30. Vậy thì alpha 1 cô tính được không? Tính alpha 1 được không mày? Hai cái góc này như thế nào với nhau này? Góc 30 và góc alpha 1 này như thế nào với nhau vậy? Phúc, hai góc nằm ở vị trí như thế này gọi là hai góc gì vậy Phúc? Góc 30 với góc alpha 1 nè. Sau đây trong thì như thế nào nè? Vậy cô tính góc alpha 1 được không? Alpha 1 thì sẽ bằng 30 độ luôn. Đơn giản là vì nó sau đây trong này, được chưa? Vậy thì mình sẽ tính được S chia alpha 1 đúng không nè? Viết lại nha. Vậy thì cô bây giờ cô viết ra làm 2 đi cho dễ này. F1 chia sin alpha 1 này. Alpha mấy cô ghi lộn hay gì á? F1 alpha 2 chứ. Nhớ ha, cái cạnh chia cho góc đối diện nha. Này, F1 bên đây, góc đối diện bên này sẽ bằng F chia sin alpha 1 này. Ở dưới thì cô cũng tách ra luôn. Này, F2 chia sin alpha 3 này sẽ bằng F này chia cho sin alpha 1 này. Bên này mình tính được đúng không nè? Ai? Người ta cho mình thêm một cái giá trị nữa là F2 có giá trị lớn nhất. Nếu F2 có giá trị lớn nhất thì mình biện luận cái góc này được không? Sin alpha 3. Nếu F2 mình muốn đạt giá trị lớn nhất thì góc alpha 3 phải bằng bao nhiêu vậy? Vì đâu hết. Còn ơi, nghe cô nói không? Cô này sẽ tách ra, cô biết được hai biểu thức như thế này. Mà đây đề người ta lại bảo với mình là F2 có giá trị lớn nhất. Vậy thì cô có suy được góc alpha 3 bằng bao nhiêu không Vy? Trăm tám trừ 30. Này cô viết lại cho dễ nhanh này, F2 này đúng không? Nó sẽ bằng chuyển vế này qua F chia cho sin alpha 1. Cái này mình tính được rồi nè, alpha 1 có này, F có rồi. Vậy thì sin alpha 3, người ta cho mình là F2 của mình có giá trị lớn nhất. Vậy thì góc sin này tính được không? Sin lớn nhất khi nào? Nhớ hả Nghĩa? Nghĩa biện luận cho cô có F2 lớn nhất được không Nghĩa? Xin xin ba lớn hay nhỏ? F2 lớn nhất khi sin alpha 3 phải lớn nhất. Vậy thì sin lớn nhất khi nào? Nó lớn nhất khi nó bằng 1 đúng không? Hay nó cách khác, góc bằng 90 độ. Vì người ta cho F2 lớn nhất này, được chưa? Vậy thì cô chỉ cần suy ra F2, F2 max này khi alpha của mình bằng
bằng 90 độ. Rồi, có rồi, có alpha 3 rồi, có sin alpha 1, có F rồi, tính F2 được không? Rồi, có F2 rồi, quay trở lại tính F1 luôn. À, vì mình tính được sin alpha 2, nếu mình đã tính được những cái anh này rồi. À, hoặc là sử dụng công thức tổng quát vẫn có thể tìm được F, F1. Rồi. Học toán giỏi là học lý ra tôi luôn. À, học toán giỏi thì học lý còn có cơ may được chút xíu. Ở vậy toán rất là quan trọng ha. Thường ấy, vật lý của mình sẽ sử dụng rất nhiều bên toán, như là hệ thức lượng này, à, định lý Pythagore này, cộng vector này. Thường là những cái đó, tích phân rồi đạo hàm thì không có sử dụng tới đâu, nhưng đa số là sử dụng kiến thức của hình học ấy. À, các bạn cố gắng ha. Cô nói lại, mình viết lại, mình sẽ suy được biểu thức của F2. Người ta cho mình là F2 có giá trị lớn nhất, nên hiển nhiên sin alpha 3 này phải lớn nhất. Hay nói cách khác, anh này anh phải bằng 90 độ để cho sin bằng 1. Sau khi có alpha 3 rồi, mình sẽ giải lại, mình thay vào, mình sẽ tìm được F2. Rồi mình cũng suy ngược trở lại, mình tính được F, F1 luôn. Sao ổn không? Cho cô xin đáp án xem. Bạn nào ra được đáp án rồi cho cô đáp án đi. Mai có đáp án chưa mày? Rồi tính xong báo cho cô ha. Các bạn bỏ ra xíu thời gian làm thử nha. Hai mươi bốn hả? Ai, rồi tính lại F1 luôn. F1 ra nhiêu phút? Okay. Đề kiểm tra 15 phút mà đẩy câu này vô rồi, xong ngồi ngáp rồi luôn ha. 8 căn 3 và F, F2 là 24 đúng không? Đây, đó là đáp án của bạn, các bạn làm nha. Rồi, cố gắng làm tiếp ha. Ôi, bạn hỏi làm sao ra 8 căn 3 kìa, chỉ bạn xem. Chia cos 30 độ hả? Tại sao chia cos 30 vậy? Nghĩa phải không? Thôi đơn giản nhất giờ nè. Có F rồi, có F2 rồi, có F rồi, thế vào đây làm được không Phúc? Công thức tổng quát này. À, chắc được, chắc không được. Không được tôi đánh đòn. Nha. Yeah. 2 căn 3 rồi, kiểm tra lại xem mình bấm có sai ở đâu không nha. À, tính hai cách luôn. Cos 1 hả? Cos à, mình tính ra F2 là bao nhiêu nè? F2 là 24. Rồi, thay lên phương trình tổng quát ha, xoay vào cái dạng tổng quát. Cos 1 2 lúc này bằng nhiêu độ? F1 và F2 nếu mình
sử dụng công thức trên này thì nó phải bằng 150 độ này. Kiểm tra lại xem ha. Còn nếu mình sử dụng ở phía dưới thì mình phải tính alpha 2 trước, đúng không? Alpha 2 thì sẽ bằng lấy 180 trừ đi alpha 1 và trừ luôn alpha 3 thì sẽ ra được alpha 2. Tính lại thử ha. Phúc ra cho Phúc. Duy Hân ra kết quả chưa Hân? Hân làm được không? Bỗng là 12 căn 3 ạ. Nghĩa, Nghĩa làm sao ra được 8 căn 3 chỉ cho bạn cái Nghĩa. F1 bằng F chia cho cos 30 sử dụng thức tổng quát chuyển lại hả? Rồi. Sắc đáp án đúng mà, không có sai đâu, hôm trước cô đã bấm rồi mà. Thì cô học không máy tính ở đây, một bạn khác bấm kết quả cho cô xem. Phương Vi ra đáp án nào vậy Vi? Lên mâm hả? Quỳnh có đáp án chưa Quỳnh? Sao 7 độ là alpha 2 đúng không? Ủa sao 67? Alpha 1 bằng nhiêu? Bằng 30 độ này. Alpha 3 là 90 này. Vậy thì nó bằng 60 độ đúng không? Thôi bấm liền, F1 sẽ bằng F chia cho sin của 30 nhân sin 60. Phương Như ra cho Phương Như. Rồi để cô kiểm tra lại xem ha. Nếu cách làm mình đúng thì đáp án mình sẽ đúng thôi. Để cô kiểm tra đáp án lại rồi cô báo các bạn ha. Nếu tất cả các bạn đều ra cùng một đáp án thì đáp án nó sẽ chính xác ấy. Bạn nào được liền thì cầm máy tính lên bấm F1 sẽ bằng F chia cho sin 30 nhân sin 60, tính liền nha. Thì đáp án nó sẽ chính xác thôi. Cô máy tính cô bỏ bên kia rồi, giờ bé cô ngủ rồi cô không qua lấy được. Xíu cô kiểm tra rồi cô nhắn lên cho các bạn ha. Ơi, cô sẽ tạm thời dừng cái việc dạy cái bài này ở đây, được chưa? Nhớ sau này khi gặp tổng hợp và phân tích lực ấy, việc đầu tiên mình cần phải xác định là những cái lực ép thành phần nó như thế nào này, đặc biệt là góc hợp bởi các lực ép thành phần. Nếu trong trường hợp người ta cho mình 2, 3, 4 lực thì nhớ chuyển nó về tổng hợp 2 lực thôi, vì mình chỉ có nguyên tắc tổng hợp 2 lực này. Mình tổng hợp từng 2 lực, từng cặp như vậy, xong rồi mình tổng hợp tiếp. Mình làm từ từ, tổng hợp vài lần thì nó sẽ ra thôi, được chưa? Nhưng nhớ khi mình tổng hợp như vậy thì gốc nó sẽ thay đổi. Nên là mình nhớ xem xét cái giá trị gốc hợp bởi các lực thành phần trong từng trường hợp nó như thế nào. Thế nào? Cô qua. Có ai thắc mắc gì về nội dung bài này cũng như bài tập nữa không?
hả? Có bạn nào thắc mắc về nội dung bài hay là bài tập hẩm hẩm đầy sữa không? Bài này một xíu cô sẽ bấm lại, cô kiểm tra đáp án rồi cô gửi lại cho mình nha. Rồi, học với bài mới nha. Bài tập cô gửi cho các bạn thì còn rất là nhiều. Chịu khó làm tiếp ha. Mình còn 15 phút học một cái định luật của ông Newton nha. Ông Newton này ông có 3 cái định luật lận. Định luật của ổng thì hầu như đều nói về chuyển động thôi. À, định luật đầu tiên của ông Newton này nói về cái trạng thái gọi là duy trì chuyển động của một vật. Hay người ta còn gọi là định luật này là định luật về quán tính. Định luật 1 còn được gọi là định luật về quán tính nha. Là vận tốc nó sẽ được duy trì kể cả trường hợp đó vẫn đứng yên hay là chuyển động trước đó. Đây. Vì mình học trong lớp rồi nên cô nói hơi nhanh một xíu. Đây, giả sử như cô có một khối gỗ chẳng hạn, cô kéo nó đi. Vậy thì nếu cô dừng kéo thì khối gỗ mệt nó còn di chuyển không? Mình thấy rõ ràng là nếu mà mình dừng kéo thì khối gỗ của mình cũng đứng luôn. Còn nào vậy thì nếu một vật đang đứng yên mà cô ngưng tác dụng lực thì nó sẽ vẫn tiếp tục đứng yên. Chưa nào? Nếu một vật đứng yên mà mình ngưng tác dụng lực, hay nói cách khác là không có tác dụng lực gì lên, tổng hợp lực của nó bằng không, thì nó sẽ tiếp tục đứng yên. Này, ha, đó là kết luận. Làm một điều nhỏ trong cái định luật 1 của Newton. Và ông lại xét thêm một lượng việc nữa. Vậy thì nếu lúc đầu vật không phải đứng yên mà vật chuyển động thì vận tốc của vật nó có được giữ như vậy nữa hay không? Ông làm thí nghiệm với cái máng nghiêng. Thí nghiệm này là của Galileo ha. Ông Galileo ông suy nghĩ, ông dựa vào cái ông Newton, cái ý tưởng của Newton ông mới suy nghĩ. Bây giờ một vật, giả sử ban đầu nó chuyển động, nếu không chịu tác dụng của lực nào thì nó sẽ chuyển động như thế nào? Ông mới làm cái thí nghiệm. Ông đặt một cái máng như thế này, thả một phần bi từ cái dốc A này xuống và nó sẽ chạy trên máng. Ông đo được thời gian của viên bi lăn. Và ông cảm thấy là nếu mà ông hạ cái đầu bên đây, hạ cái đầu bên phải này, ông hạ dần dần xuống thì viên bi của ông nó lại lăn được xa hơn. Và ông có một suy nghĩ là nếu mà ông hạ, ông để thẳng cái mặt phẳng nghiêng này xuống đất luôn thì viên bi của ông nó sẽ lăn mãi mãi nếu không có ma sát. Thấy chưa nào? Và điều này đã được chứng minh sau đó. Nếu không có ma sát, không có lực gì tác dụng lên hết thì một vật đang chuyển động như viên bi đang ở trên máng nghiêng, nó sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều mãi mãi, không có dừng ha. Và đây là nội dung thứ hai của định luật Newton thứ nhất. Định cái việc đầu tiên này, một vật đứng yên nếu không chịu tác dụng của lực thì nó sẽ đứng yên mãi mãi này. Một vật đang chuyển động nếu không chịu tác dụng của lực hay các cái lực tác dụng lên nó có hợp lực bằng không thì nó cũng chuyển động mãi mãi luôn, chuyển động thẳng đều. Nhưng mà thực tế thì không có được cái chuyện này đâu ha, lúc nào cũng có ma sát hết đấy. Này, cô phân tích lực ra cho các bạn thôi. Một viên bi của mình hoặc là một vật nặng thì lúc nào cũng có trọng lực này hướng vào tâm trái đất. Và một cái lực gọi là phản lực khi nó đặt trên một mặt phẳng nào đó. Phản lực này cũng là đặt tại vật hướng thẳng đứng nhưng mà nâng vật lên từ dưới lên. Hai lực này sẽ cân bằng với nhau. Vì hai lực này cân bằng nên là coi như không có lực gì tác dụng lên vật hết.
vật của mình đang chuyển động, nó cứ chuyển động thẳng đều tép vậy thôi. Mày nhớ ha, nội dung của định luật thứ nhất của Newton đơn giản là khi mà một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc là hợp lực của các lực đó bằng không thì vật đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi, vật chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Và mình thấy này, vậy thì một vật nó sẽ có xu hướng bảo toàn cái vận tốc của nó, đứng yên thì tiếp tục đứng yên này, chuyển động thì tiếp tục chuyển động, nên nó liên quan đến một cái khái niệm nữa gọi là quán tính. Mình đã được biết quán tính là cái tính chất giữ nguyên vận tốc của vật. Một vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được khi có lực tác dụng. Và định luật thứ nhất này của Newton cũng là định luật về quán tính. Đây. Trên nè. Mọi vật đều có xu hướng bảo toàn vận tốc của nó, kể cả về hướng và độ lớn. Đó cũng là lý do mà khi mình chạy xe trên đường, mình thắng gấp thì mình cắm đầu. Hoặc là mình rẽ bên trái, đang chạy xe đột ngột rẽ trái thì người mình sẽ ngã về bên phải. Lý do là mình không thay đổi vận tốc một cách đột ngột được, nó sẽ thay đổi một cách từ từ. Mọi vật đều có quán tính, nên định luật 1, vật đứng yên tiếp tục đứng yên, vật chuyển động tiếp tục chuyển động khi lực tác dụng bằng không. Có nghĩa là định luật này đang nói về quán tính của vật, được chưa nào? Mà chuyển động thẳng đều là gọi là chuyển động theo quán tính. Nhớ ha, nội dung định luật này là như thế. Rồi, có ai thắc mắc gì về lý thuyết không? Ok không Khang, hiểu không? Được ha. Lợi được không Lợi? Rồi, thắc mắc gì thì hỏi ha. Vậy thì mình đã hiểu được một cái định luật đầu tiên. Chúng ta sẽ có một bài tập liên quan đến cái định luật này. Rồi, câu số 1. Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì bạn nào chọn được đáp án? Nào, có ai chọn được đáp án cho cô không? Câu D hả? Vật chuyển động thẳng đều một thời gian rồi chuyển động chậm dần. Rồi, còn bạn nào có ý kiến khác không? Áp nó vào định luật 1 Newton xem nào. Đang chuyển động này mà tất cả các lực tác dụng vào nó ngừng tác dụng. Nếu các lực tác dụng vào vật ngừng tác dụng thì lúc này lực tác dụng bằng không, đúng không? Vậy thì một vật đang chuyển động mà chịu tác dụng của một cái lực nào đó bằng không, không có tác dụng, thì vật nó sẽ như thế nào? Theo định luật 1 Newton thì một vật nếu mà chịu tác dụng của một lực bằng không thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều, được không? Đây là điều kiện lý tưởng nhất. Được chưa nào? Nhớ ha. Đang chuyển động thì sẽ tiếp tục chuyển động, còn nếu đứng yên thì sẽ tiếp tục đứng yên. Rồi, tiếp nha. Câu số 2. Quán tính của một vật là đặc tính vật luôn chuyển động, bảo toàn vận tốc hay là bảo toàn hình dạng hay là đứng yên? Bảo toàn vận tốc, được chưa nào? Nhớ ha, quán tính có nghĩa là vật đó bảo toàn vận
top này. Rồi, tiếp nha. Câu số 3. Câu nào sau đây là đúng nha. Ai đọc kỹ xem cho cô đáp án xem nào. Không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển động này. Một vật chịu tác dụng của một lần thì sẽ chuyển động thẳng đều. Một vật chịu tác dụng của đồng thời nhiều lực có thể chuyển động thẳng đều. Không vật nào có thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó. Đầu tiên này, không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển động. Câu này đúng không? Theo định lực 1 Newton, nếu không có lực tác dụng lên vật thì vật có chuyển động được không nè? Câu A đúng không Quỳnh? Câu A đúng không Lợi? Nếu không có lực tác dụng đối với một vật đang chuyển động thì nó có tiếp tục chuyển động không nè? Định lực 1 Newton nói như thế này, nếu một vật không chịu tác dụng của lực hoặc là tổng hợp các cái lực đấy bằng không thì một vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, còn nếu một vật chuyển động thì nó sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Vậy đây câu A người ta nói là không có tác dụng của lực thì vật không thể chuyển động, là đúng hay sai? Đúng. Ôi vậy nếu cô xét vật đang chuyển động mà không chịu tác dụng của lực thì vật nó có tiếp tục chuyển động không? Mình thấy rõ ràng là nếu không có lực tác dụng này thì có hai trường hợp. Nếu ban đầu vật đứng yên thì nó sẽ tiếp tục đứng yên này. Còn nếu vật nó đang chuyển động thì nó sẽ chuyển động thẳng đều, đúng không? Vậy thì câu này chưa chính xác. Nếu không có lực tác dụng thì đối với một vật đang chuyển động nó sẽ có thể tiếp tục chuyển động thẳng đều, nên câu này chưa chính xác. Câu 1 này, câu ý A này này sai. Ý A này này sai. Khi mình đang xét về một vật chuyển động thì không có lực tác dụng nó cũng vẫn tiếp tục chuyển động thôi. Rồi câu B này, một vật chịu tác dụng của một lực thì nó sẽ chuyển động thẳng đều. Câu này đúng không? Cô Như? Sai, tại sao sai nè? Chính xác là sai đấy. Các lực này phải có hợp lực bằng không thì nó mới chuyển động thẳng đều được. Ở đây nó chỉ nói là một lực mà lực này không có bằng không, không có gì hết thì hiển nhiên không có chuyển động thẳng đều được đâu. Rồi câu C, một vật chịu tác dụng của đồng thời nhiều lực có thể chuyển động thẳng đều. Câu này đúng không Vy? Có trường hợp nào mà vật chịu tác dụng của nhiều lực mà có thể chuyển động thẳng đều không nè? Không. Rồi, đó là ý kiến của bạn Vi. Rồi, Ngọc Hân. Ngọc Hân nghĩ câu C này là đúng hay sai?
Câu B. Rồi. Rồi vậy thì Phúc nhắc lại cho cô xem, điều kiện để một vật đang nó chuyển động thẳng đều là gì nè? Là không có lực. Vậy thì ở đây người ta nói là một vật chịu tác dụng của một lực, người ta nó chỉ có một lực thôi thì hiển nhiên lực này nó không thể bằng không, đúng không? Là nó không thể có lực tác dụng rồi, đúng không nè? Và nó cũng đâu có lực nào để cân bằng với nó đâu, đúng không? Và hiển nhiên nếu có lực tác dụng mà chỉ một lực thì nó sẽ không thể nào chuyển động thẳng đều theo định lực 1 Newton được. Rồi câu C. Câu C bạn hồi nãy bạn Vi đúng không? Vi nghĩ là sai. Thôi. Lại nghĩ câu C sai hay đúng vậy Lại? Có trường hợp nào mà vật chịu tác dụng của nhiều lực mà vẫn có thể chuyển động thẳng đều không nè? Đúng. Khi nào thì vật có thể chuyển động thẳng đều về lợi? Bạn Phúc mới nói nãy luôn á. Một vật có thể chuyển động thẳng đều khi không có lực tác dụng hả? Các lực tác dụng bằng không. Vậy thì ở đây người ta chỉ nói là chịu đồng thời tác dụng của nhiều lực thì nó có thể chuyển động thẳng đều. Vậy thì đúng không? Nó chỉ có thể thôi mà. Câu này là đúng hay sai? Đúng, chính xác ha. Câu này là đáp án đúng hay. Đối với trường hợp mà vật chịu đồng thời tác dụng của nhiều lực mà hợp lực của chúng bằng không thì nó có thể chuyển động thẳng đều. Nó có 1% nhỏ ở đây, có thể nha. Câu D này, không vật nào có thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó. Câu này càng sai. Đặc biệt nhất là trường hợp lực ma sát ấy, lực ma sát luôn cản trở chuyển động nên chắc chắn nó sẽ ngược chiều với chiều chuyển động. Câu này chắc chắn sai này. Rồi, có ai khó khăn gì câu 3 nữa không? Phân tích cho kỹ ha, câu này là thuộc dạng khó chứ không có dễ đâu. Câu 3C nha. Rồi câu 4. Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính? Câu này nó chứ vận dụng chứ hợp cách dễ lắm này. Câu C hả? Bạn nghĩ là một ô tô đang chuyển động thì tắt máy nó vẫn chạy thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại. Cái này không có quán tính. Các bạn nào chọn đáp án khác không nè? Câu nào? Đọc lên cho cô xem, cô nghe chưa rõ này. Câu D. Một người đứng trên xe buýt, xe hẳn phanh thì người có xu hướng ngã về phía trước. Cái này không thể hiện tính quán tính. Đây, thêm một ý kiến nữa. Nhớ nha, đẹp. Câu A hả? Khi bút máy bị tắt mực, ta phải mạnh để mực phân ra. Các bạn nào chọn câu B không? Nhớ này, người ta hỏi là hiện tượng nào không thể hiện tính quán tính nha. Quán tính là gì? Quán tính là gì? Bạn nào nhớ? Một vật nó sẽ có khả năng giữ bảo toàn vận tốc, nhớ không nè? Quán tính là một vật sẽ có khả năng bảo toàn vận tốc, có nghĩa là vận tốc nó không thay đổi một cách đột ngột được, nó phải thay đổi từ từ. Đây,
không thể hiện quán tính nha. Rồi, có ai làm được không? Sang chọn đáp án nào vậy Sang? Sang ơi. Đọc tiếp rồi. Sang chọn đáp án nào nè? Câu D. Rồi. Lợi. Lợi nghĩ đáp án nào Lợi? Câu số 4 hay. Rồi, cô hướng dẫn các bạn này. Người ta kêu là hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính? Vậy thì mình cần xác định rõ cái tính quán tính là gì. Đấy như nào? Nhớ, quán là nhất quán này. Là một cái tính nhất quán nào đó của nó, hay nó chính là cái quán tính chính là việc mà vận tốc của vật được bảo toàn, vận tốc sẽ được bảo toàn, có nghĩa là khi mà mình tác động đột ngột chẳng hạn thì vật nó sẽ không thể thay đổi vận tốc ngay được. Được chưa? Vật sẽ không thay đổi vận tốc ngay được mà nó sẽ giữ một xíu, nó sẽ thay đổi một cách từ từ. Đầu tiên câu A này, khi bút máy bị tắt mực, ta vẫy mạnh để mực văng ra. Một cái chiếc bút bi của mình thôi, nó bị kẹt mực, rồi mình bắt đầu mình văng, mình vẫy đúng không? Mình vẫy, mình vung cho nó. Vậy thì mình vẫy, mình vung như thế này có nghĩa là mình đã tạo cho nó một vận tốc đúng không nè? Và nhờ mình vẫy, mình vung như vậy thì mực của mình nó sẽ theo quán tính nó cũng đi xuống cái đầu bút và nó sẽ ra mực trở lại đúng không? Vậy thì câu A này là thể hiện mực của mình này nó sẽ không thể thay đổi vận tốc một cách đột ngột, nó sẽ chiều theo cái vận tốc của tay mình này của vài lần theo quán tính, theo vận tốc của tay, nên nó sẽ chạy trở xuống. Vậy thì câu A chính là việc thể hiện quán tính, được chưa? Câu A mình không chọn. Tiếp câu B, tờ giấy pho tròn được thả liền rơi xuống đất, có cái gì quán tính ở đây không? Có bảo toàn vận tốc gì ở đây không? Câu B có thể hiện quán tính không Nghĩa? Mình vo tròn rồi mình thả này, có tạo vận tốc gì cho nó có xu hướng giữ vận tốc ban đầu gì không? Không này, mình thấy mình vo rồi mình thả luôn, mình thả buông ra thì nó rớt luôn, nó đâu có xu hướng giữ cái trạng thái đứng yên trên ở trên của nó đúng không nè? Nên đáp án của mình là câu B ấy, thấy chưa? Nó không có xu hướng giữ nguyên vận tốc gì hết nên nó không thể hiện quán tính ở đây, được chưa? Câu C này, ô tô đang chuyển động thì tắt máy, nhưng nó vẫn chạy thêm một đoạn nữa rồi dừng lại. Hoặc mình chạy xe đạp, các bạn thấy khi mà mình thắng đây, nó không có dừng ngay được, mà nó sẽ chạy thêm một chút xíu nữa. Đơn giản là vì như thế này, khi xe
mình đang chạy thì nó có vận tốc đang cao đúng không nào? Mình bấm tắt máy hay là mình thắng lại, có nghĩa là mình giảm vận tốc của nó một cách đột ngột, mình chặn nó lại. Và do quán tính nó không có giảm nhanh như vậy được, nên nó phải nhích nhích thêm một xíu nữa. Do cái quán tính cũ của nó đang chạy về phía trước này à, nên nó nhích nhích thêm một xíu nữa rồi nó mới dừng lại. Tương tự như vậy, nếu mà ở trên xe buýt này hãm phanh, xe mình đang chạy tới mà, nên xu hướng của mình cũng đang đi về phía trước này, thắng gấp là giảm nhanh cái vận tốc, chặn ngay cái vận tốc đó lại, ngăn xe dừng lại. Thì mình đang xu hướng, mình đang di chuyển về phía trước, mình không có thay đổi vận tốc đột ngột được, nên mình cắm đầu ngã về phía trước liền, được không? Cái hiện tượng quán tính này được học rồi ấy, học năm lớp 8 ấy. Câu B này, tờ giấy pho tròn khi được thả rình lơi xuống đất. Mình thấy mình cầm tờ giấy lên trên đúng không? Mình vo này à, mình tác động lực vào nó, mình vo tròn nó lại. Mình có tạo cho nó vận tốc hay là mình có ném nó gì chưa? Chưa có vận tốc gì hơn đúng không nào? Rồi bắt đầu, có nghĩa là vật mình đang đứng yên, mình thả trở xuống, mình thả nó rớt liền không? Ờ, nó rớt liền. Còn nếu như quán tính là nó phải bảo toàn vận tốc một chút xíu, có nghĩa là nó phải rớt. Đang đứng yên mà chuyển sang chuyển động thì nó phải chậm chậm dần dần rồi mới chuyển động nhanh được, đúng không? À, đó. Nếu mà theo quán tính đúng thì nó phải đang đứng yên buông ra, nó phải khựng khựng lại rồi nó mới rớt, được chưa? Rõ ràng là mảnh giấy của mình rớt liền, không có bảo toàn vận tốc gì hết, không có gì là quán tính hết, nên câu B là đáp án mình phải chọn. Các bạn khác được không? Vậy thì nội dung định luật 1 là như thế này: vận tốc của vật nó sẽ được bảo toàn hay nó thể hiện tính quán tính. Nếu một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, một vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Nếu không có lực tác dụng lên vật hay các lực tác dụng có hợp lực bằng không thì nó sẽ tiếp tục đứng yên hoặc tiếp tục chuyển động, tùy thuộc vào cái trạng thái ban đầu của nó. Đó cũng là cách mà mình giải cái bài tập tổng hợp lực lúc nãy, 2-3 lực ấy. Nếu mà 2-3 lực nó đứng yên này thì nó sẽ tiếp tục đứng yên, cân bằng trạng thái ba đấy cộng lại bằng không này, nó liên quan nhau hết đấy. Rồi có ai thắc mắc gì về nội dung của định luật 1 này hay không? Định luật 1 này phải nhớ, quan trọng nhất là cái quán tính đấy nha, kiểm tra thế nào cũng dính có một câu quán tính này, cô chắc luôn ấy. Ôi, có ai muốn hỏi gì không, thắc mắc gì không? Không, nghỉ 40 mấy rồi, nghỉ ngơi, tặng mai học tiếp nữa.